Hôm nay là ngày 28 tháng 11, công ty Bà Lâu Mai miền Trung có test trên xe giường nằm Hoàng Huy, mang biển số là 76-01-1-84. Sau đây anh Hà bên liệu. Xin chào tất cả các bạn. Hiện nay cái môi trường không khí của chúng ta đang bị nhiễm rất là nghiêm trọng. Đồng thời là giá của xăng dầu là biến động liên tục, cho nên là đặt ra một cái bài toán rất là căng cơ cho các cái đơn vị vận tải cũng như là đối với cộng đồng về giảm cái lượng khí thải và đảm bảo cái môi trường không khí trong lành cho người dân. Thì trên tay tôi là sản phẩm thanh gốm Bà Lâu Mai Eco, có xuất xứ là từ Hàn Quốc. Thì đây là một cái sản phẩm công nghệ gồm 37 cái khoáng chất. Thì nguyên lý hoạt động của nó là phát ra ion bức xạ bằng ngoài xa và ion âm nhằm là giải phóng các cái triệt để hơn và tạo ra cái công suất tốt hơn cũng như là giảm cái lượng khí thải ra môi trường. Thì sáng ngày hôm nay Bà Lâu Mai miền Trung phối hợp với công ty vận tải Hồng Huy Hồng Ngoại để tiến hành thực hiện sản phẩm. Thì sản phẩm này có thời gian sử dụng lên tới 10 năm và khi mà vào Việt Nam thì đã được các cơ quan có thẩm quyền kiểm nghiệm. Đối với thanh gốm này thì cái cách sử dụng là chúng ta sẽ cho trực tiếp vào bình xăng nhiên liệu và thời gian để mà thanh gốm có thể phát huy tốt nhất cái hiệu quả là 4 tiếng. Thì sau đây tôi sẽ lần lượt cho các thanh gốm vào bình nhiên liệu của xe kiểm nghiệm mình. Xe lưu ý với các bạn là cái thanh gốm này mình sẽ bỏ trực tiếp vào bình xăng và thời gian sử dụng của thanh gốm là lên đến 10 năm. Thì hiện tại chính sách bảo hành của Bà Lâu Mai là 10 năm và cái chi phí đầu tư của các bạn là chỉ duy nhất một lần thôi. Một lần là các bạn sử dụng 10 năm. Các cái kết quả về kiểm nghiệm thì cái thanh gốm này có khả năng là giúp tiết kiệm nhiên liệu từ 10-15% và giúp giảm khí thải độc hại ra môi trường là từ 50-70%. Và các cái kiểm nghiệm cũng chứng minh là sản phẩm này tuyệt đối an toàn cho phương tiện. Đồng thời là Bà Lâu Mai Eco bảo hiểm giá trị lên tới là 18.000 đô la cho mỗi phương tiện. Rồi mời anh bỏ trực tiếp vào bình nhiên liệu. Cái bình đây khoảng mấy trăm lít nha? 7 triệu. Mấy triệu là nó tầm khoảng... Mỗi thanh gốm sẽ dầu có tác dụng lên lượng nguyên liệu là từ 5 đến 10 lít nguyên liệu. Thì từ cái dung tích của bình chứa chúng ta sẽ tính toán để có được cái phương án là sử dụng bao nhiêu thanh gốm là phù hợp nhất cho cái phương tiện của mình.